Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Thì hôm nay tới cũng tới ngày mình đi bứng cây với ruộng các bạn. Đây là một số cây mình bứng được trong ngày hôm nay các bạn. Cây cũng nhỏ thôi chứ không to các bạn, hoành tầm khoảng hai mấy à. Và đây là một số cành này. Cành thì quá nhiều các bạn, cành rất là già luôn. Cũng không có thu mình bỏ luôn các bạn. Cành thì giao lưu anh em 20.000 ký nha, mình đem về cắt gai rồi mới giao cho các bạn nha. Còn anh em không đặt thì mình sẽ bỏ vô ruộng luôn. Cây này thì hoành to các bạn, cây to cây bé gì đủ các loại nha anh em. Sáng giờ mình bứng được cũng khoảng 300 các bạn, 200 mấy 300. Và giờ thì công đoạn anh em bứng xong rồi, giờ mình đang tập trung vận chuyển ra xe đó các bạn. Bứng xong bỏ nằm lang thang đây nè. Thì theo lịch trình thì ngày mai bắt đầu mình về tới nhà các bạn. Cây to có, cây bé có các bạn. Nhưng mà được cái cây rất là quái nha. Cái cây này vậy nè, nhỏ thôi nhưng mà củ rất là đẹp các bạn. Rồi vậy là sau một quá trình dài mình đã vận chuyển về tới nhà các bạn. Đây là cái cộng đồng mà anh em vận chuyển xuống các bạn. Đây, cây nó cũng nứt cũ luôn các bạn. Nói chung cây nó cũng nhỏ mà thấy đế cũng đẹp trai các bạn. Coi thử cây các bạn, thấy cũng khá là đẹp trai. Bứng giết trồng không kịp các bạn, cây lô này nó cũng không có bự, lô lớn đứt hàng rồi. Cây này nó nhỏ, nhỏ hơn mấy chân trước. Hôm này chắc hoành cũng thấy hai mấy các bạn. Vậy là sau quá trình mình cũng đã vận chuyển xong các bạn. Giờ mình sẽ đưa nó vô trong cái kho này nha. Giờ mình để đây mình sẽ khui bầu và giao lưu với các bạn sau nha. Hôm nay thì chiều rồi mình cũng nghỉ rồi. Đây, mấy cây nói chung là củ cũng to lắm các bạn. Ngày mai mình sẽ khui ra và cắt tỉa gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ cho đo thông số báo giá cho các bạn nha. Cây to to tầm này cũng không nhiều các bạn. Cây này hoành chắc cũng cỡ 25 mà. Cây hoành to nhưng không nhiều, đa phần là cây nhỏ các bạn. Mấy này cây cũng trọng trọng nè. Tuy nhiên thì cây đế cũng khá là đẹp trai các bạn. Còn mấy cây này cũng bé, tầm khoảng mười mấy nhiều các bạn. Bứng giết thì hết kịp cây trồng, đâu có kịp lớn bán. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai.